Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án sau khi có thông tin là Hà Nội và Berlin đang đàm phán về việc trao trả ông Thanh về Đức. Tại buổi họp báo ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, đã bị xét xử và hiện đang trong quá trình thi hành án. Đầu tháng này, có tin là một phái đoàn Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã có cuộc gặp với phía Đức tại Bộ Ngoại giao của nước này ở Berlin để thương lượng về việc trả lại ông Thanh về Đức. Một nguồn tin ngoại giao của Đức xác nhận với VOA là có một cuộc gặp cấp cao nhưng không xác nhận hoặc bác bỏ thông tin về việc hai bên đàm phán về ông Thanh. Tại buổi họp báo hôm 8 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định là thời gian qua hai bên đã có những trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, bà Hằng nói với các phóng viên. Cũng trong ngày 8 tháng 11, Nhật báo TASS của Đức đưa tin rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã được nối lại. Tháng 9 năm ngoái, Đức tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi xảy ra vụ bắt cóc ông Thanh ở Berlin.